gửi,預ける、送る。vào siêu thị phải gửi đồ, スーパーに入ったら荷物を預けないといけない。vào siêu thị phải gửi đồ, chuyển, 移す、送る。ngày mai tôi sẽ chuyển nhà. 明日、引っ越しをします。ngày mai tôi sẽ chuyển nhà. Từ bỏ. 断ち切る、やめる。Anh ấy không thể từ bỏ bia rượu. 彼は酒をやめることはできない。Anh ấy không thể từ bỏ bia rượu. Lựa chọn. 選ぶ、選択する。Cậu nên lựa chọn công việc mà cậu yêu thích. 君は自分の好きな仕事を選んだ方がいい。Cậu nên lựa chọn công việc mà cậu yêu thích. Đứng. 立つ. Vì đứng trong thời gian dài nên chân bị đau. ずっと立っていたので足が痛い. Vì đứng trong thời gian dài nên chân bị đau. Ngồi. 座る. Tôi ngồi ở đây có được không? ここに座ってもいいですか? Tôi ngồi ở đây có được không? Chạy. 走る. Chạy nhanh lên. Sắp mưa rồi.早く走って、もうすぐ雨だよ。Chạy nhanh lên, sắp mưa rồi. Sử dụng. 使う、使用する。Bạn biết sử dụng máy ảnh chứ? カメラの使い方、知ってるよね。Bạn biết sử dụng máy ảnh chứ?Lái xe. 運転する. Hôm nay tôi định đi Aeon bằng xe máy. Nhưng thực ra là tôi chưa có bằng lái xe. 今日はイオンにバイクで行く予定です。でも実はまだ免許がありません。Hôm nay tôi định đi Aeon bằng xe máy, nhưng thực ra là tôi chưa có bằng lái xe. Đặt. 置く、予約する。Tôi đặt lọ hoa này ở đâu thì được nhỉ?この花瓶どこに置いたらいいかな? Tôi đặt lọ hoa này ở đâu thì được nhỉ? Giữ. 何々を維持する。 Anh giữ giúp tôi túi này nhé. この袋持っててね。 Anh giữ giúp tôi túi này nhé. Quyết định.決める、決定する。Tôi đã quyết định nghỉ làm ở công ty. 私は会社を辞めることを決めました。Tôi đã quyết định nghỉ làm ở công ty. Rửa mặt. 顔を洗う。Buồn ngủ quá. Rửa mặt.Đi cho
tỉnh táo nào? 眠たい。顔を洗って目を覚まそう。Buồn ngủ quá, rửa mặt đi cho tỉnh táo nào. Tắm. 入浴、浴びる。Tắm muộn không tốt cho sức khỏe. 夜遅い入浴は体に悪い。Tắm muộn không tốt cho sức khỏe. Gội đầu. 頭を洗う。Cậu gội đầu bằng dầu gì mà tóc mượt thế? 何のシャンプー使ったら髪がそんなにツヤツヤになるの？ Cậu gội đầu bằng dầu gì mà tóc mượt thế? Đánh răng. 歯を磨く。Anh ấy rất lười đánh răng buổi tối. 彼は夜の歯磨きを怠りがちだ。Anh ấy rất lười đánh răng buổi tối. Mặc. 着る。Em trai tôi mới 5 tuổi nhưng đã tự mặc được quần áo. 私の弟はまだ5歳だが自力で服を着れる。Em trai tôi mới 5 tuổi nhưng đã tự mặc được quần áo. Trang điểm. 化粧をする。Tôi rất ít khi trang điểm khi đi làm. 私は仕事に行くときめったに化粧をしない。Tôi rất ít khi trang điểm khi đi làm. Đánh nhau. 殴り合う。Hôm nay em trai tôi đã đánh nhau với bạn ở trường. 今日、私の弟は学校の友達と喧嘩をしました。Hôm nay em trai tôi đã đánh nhau với bạn ở trường. Sinh. 産む。Chị gái tôi mới sinh em bé. 私の妹は赤ちゃんを産んだばかりです。Chị gái tôi mới sinh em bé. Khóc. 泣く。Cô ấy đã khóc vì quá hạnh phúc. 彼女は幸せすぎて泣きました。Cô ấy đã khóc vì quá hạnh phúc. Cười. 笑う。Em trai tôi vừa xem hoạt hình vừa cười. 私の弟はアニメを見ながら笑っています。Em trai tôi vừa xem hoạt hình vừa cười. No. 満ちる、いっぱいになる。Con no bụng chưa? もうお腹いっぱい? Con no bụng chưa? Đói. 腹が減る、腹が空く。Đói quá, đi ăn thôi. お腹すいた、食べに行こう。Đói quá, đi ăn thôi. Bắt đầu. 始める。Bữa tiệc bắt đầu lúc 6 giờ tối. パーティーは夜6時から始まります。Bữa tiệc bắt đầu lúc 6 giờ tối. Kết thúc.
終わる。Mùa mưa sắp kết thúc. 雨季が間もなく終わる。Mùa mưa sắp kết thúc. Gọi. 呼ぶ。Gọi giúp tôi chiếc taxi được không? タクシーを呼んでもらえますか? Gọi giúp tôi chiếc taxi được không? Hát. 歌う. Bạn thân của tôi hát tiếng Anh rất hay. 私の仲のいい友達は英語の歌を歌うのが得意です。Bạn thân của tôi hát tiếng Anh rất hay. Ghi lại. 書き留める。Xin hãy ghi lại địa chỉ. 住所を書いてください。Xin hãy ghi lại địa chỉ. Thảo luận. 討論する。話し合う。Em đã thảo luận chuyện này với bố mẹ chưa? このこと、もう親とちゃんと話し合った? Em đã thảo luận chuyện này với bố mẹ chưa? Hướng dẫn.手引きをする、案内する。Bạn hướng dẫn tôi nấu món này nhé. この料理の作り方、教えてね。Bạn hướng dẫn tôi nấu món này nhé. Giận. 怒る。Cô ấy giận vì...Tôi quên ngày sinh nhật. Cô ấy giận vì tôi quên ngày sinh nhật. Mang. 持ち出す. Vào mùa mưa, chúng ta nên mang theo ô.雨季に入ると傘を持ち歩いた方がいい。Vào mùa mưa, chúng ta nên mang theo. Giải quyết. 解決する。Tôi cần giải quyết vấn đề này ngay trong hôm nay.私はこの問題を今日中に解決する必要があります。Tôi cần giải quyết vấn đề này ngay trong hôm nay. Chia sẻ. 分かち合う。Tôi và cô ấy chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.私と彼女は日々の出来事を何でもシェアします。Tôi và cô ấy chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Hồi hộp. ドキドキする。Mai được về quê rồi. Hồi hộp quá.明日やっと地元に帰れる。ワクワクするな。Mai được về quê rồi, hồi hộp quá. Lo lắng. 心配する。Lo lắng về tình trạng sức khỏe của con cái.
子供の健康を非常に心配する。Lo lắng về tình trạng sức khỏe của con cái. Suy nghĩ. 考える。Hôm qua sếp của công ty tôi nói làm bạn gái anh nhé. Tôi đang suy nghĩ câu trả lời. 昨日会社の上司に言われた。付き合ってください。私は今返事を考えている。Hôm qua, sếp của công ty tôi nói, làm bạn gái anh nhé. Tôi đang suy nghĩ câu trả lời. Nghỉ ngơi. 休む、くつろぐ。Trông cậu rất mệt. Hãy nghỉ ngơi chút đi. 疲れてるように見えるよ。ちょっと休みなよ。Trông cậu rất mệt, hãy nghỉ ngơi chút đi. Bảo quản. 保管する. Đồ tươi sống phải bảo quản trong tủ lạnh. 生ものは冷蔵庫で保管しないといけません. Đồ tươi sống phải bảo quản trong tủ lạnh. Quên. 忘れる. Tôi lỡ quên sinh nhật người bạn thân. 私は仲のいい友達の誕生日を忘れてしまった. Tôi lỡ quên sinh nhật người bạn thân. Gấp. 畳む、急ぐ. Ngủ dậy phải gấp chăn gọn gàng. 起きたら布団をきれいに畳まないといけません。Ngủ dậy phải gấp chăn gọn gàng. Phơi. 干す. Chung cư này có chỗ phơi quần áo rộng rãi. このマンションには洗濯物を干す広い場所があります。Chung cư này có chỗ phơi quần áo rộng rãi. Đau. 痛む. Vì bị đau bụng nên tôi xin sếp về sớm. お腹が痛いので上司に早く帰らせてもらうようにお願いする。Vì bị đau bụng nên tôi xin sếp về sớm. Mua. 買う. Bạn mua cái máy ảnh này ở đâu? このカメラどこで買ったんですか? Bạn mua cái máy ảnh này ở đâu? Bán. 売る. Ở đâu bán cà phê trứng nhỉ? エッグコーヒーはどこで売っていますか? Ở đâu bán cà phê trứng nhỉ? Học. 学ぶ. Tôi đang học tiếng Việt. 私はベトナム語を勉強しています. Tôi đang học tiếng Việt. Dạy. 教える. Tôi dạy anh Yamada học tiếng Việt. 私は山田さんにベトナム語を教える。 Tôi dạy anh Yamada học tiếng Việt. Mua sắm. 買い物. Hôm nay sau giờ làm tôi sẽ đi mua sắm. 今日は仕事の後に買い物に行きます。Hôm nay sau giờ làm tôi sẽ đi mua sắm.
Hỏi. Tazuneru. Tôi có vấn đề muốn hỏi ý kiến anh. Anh に意見を聞いておきたい問題があります。Tôi có vấn đề muốn hỏi ý kiến anh. Trả lời. 返す。返事をする。Tại sao em không trả lời câu hỏi của chị? なんで、ちの質問に答えないの? Tại sao em không trả lời câu hỏi của chị? Làm việc. 働く。Tôi đang làm việc tại công ty ABC. 私は ABC で働いています。Tôi đang làm việc tại công ty ABC. Dừng. 止める. Bác Tài ơi, dừng xe ở đây giúp cháu ạ. À. 運転手さん、ここで降ろしてください. Bác Tài ơi, dừng xe ở đây giúp cháu ạ. À. Tập thể dục. 体操をする. Dạo gần đây tôi thường dậy sớm để tập thể dục. 最近はいつも体操をするために早起きをします. Dạo gần đây tôi thường dậy sớm để tập thể dục. Đổ rác. ゴミを出す. Nơi tôi ở quy định đổ rác lúc 6 giờ chiều. 私の地域は午後6時にゴミを出すように定められています。Nơi tôi ở quy định đổ rác lúc 6 giờ chiều. Nấu ăn. 料理をする。Mỗi ngày vợ tôi nấu ăn nhưng không ngon lắm. 私の妻は毎日料理をします。でもあまり美味しくありません。Mỗi ngày vợ tôi nấu ăn nhưng không ngon lắm. Nhận. もらう。Tôi nhận được rất nhiều hoa từ bạn trai cũ vào ngày sinh nhật. 誕生日に元彼からたくさんの花をもらいました。 Tôi nhận được rất nhiều hoa từ bạn trai cũ vào ngày sinh nhật. Giúp. 手伝う。 Nhờ ai giúp. 誰かの手を借りる。 Nhờ ai giúp. Đợi. 待つ。 Này, đợi tôi một chút. ねえ、ちょっと待ってよ。 Này, đợi tôi một chút. Tìm. 探す。 Tôi thường tìm tài liệu tiếng Nhật trên Internet. 私はいつもインターネットで日本語の資料を探します。 Tôi thường tìm tài liệu tiếng Nhật trên Internet. Nhìn thấy. 見かける。 Chiều nay tôi đã
nhìn thấy cầu vồng rất đẹp. 今日の午後、私はとてもきれいな虹を見かけました。Chiều nay tôi đã nhìn thấy cầu vồng rất đẹp. Nghe thấy. 聞こえる。Tôi nghe thấy tiếng em bé ở gần đây. Kỳ lạ vì ở đây là núi.この近くで赤ちゃんの泣き声を聞きました。おかしいな。ここは山なのに。Tôi nghe thấy tiếng em bé ở gần đây. Kỳ lạ, vì ở đây là núi. Ra ngoài. 外出する。Bố tôi vừa ra ngoài rồi.私の父はついさっき出かけました。Bố tôi vừa ra ngoài rồi. Gặp. 会う。Hôm qua tôi đã gặp ca sĩ Sơn Tùng MTP. 昨日歌手のソントゥン MTP に会いました。Hôm qua tôi đã gặpca sĩ Sơn Tùng MTP tiếp tục 引き続き何々をする chúng tôi được nghỉ trưa 30 phút rồi tiếp tục công việc 私たちは30分お昼休憩をしてまた仕事をしますChúng tôi được nghỉ trưa 30 phút rồi tiếp tục công việc. Còn. まだ何々である。残る。Khách sạn này còn phòng không ạ? このホテルにはまだ空室はありますか? Khách sạn này còn phòng không ạ?なくなる。Tủ lạnh hết đồ ăn rồi. 冷蔵庫は空っぽです。Tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Biết. 知る。習得している。Anh có biết ở đâu bán sách tiếng Nhật không?どこで日本語の本を売ってるか知っていますか? Anh có biết ở đâu bán sách tiếng Nhật không? Hiểu. 理解する。わかる。Bạn hiểu cách làm này chưa? このやり方、わかりましたか? Bạn hiểu cách làm này chưa? Nhờ. 頼む。Đừng nhờ người khác nên tự mình làm thì hơn. 他の人に頼らないで自分でした方がいいよ。Đừng nhờ người khác nên tự mình làm thì hơn. Giới thiệu. 紹介する。Giới thiệu hàng hóa cho khách.商品を客に紹介する。Giới thiệu hàng hóa cho khách. Làm quen. 知り合う。Tôi đã làm quen được rất nhiều bạn mới. 私は多くの人と知り合うことができました。Tôi đã làm quen được rất nhiều bạn mới.Vay mượn. 借りる. Tôi mượn quyển sách này được không? Tôi mượn quyển sách này được không?
この本貸してもらえますか？ Tôi mượn quyển sách này được không? Tôi vay tiền từ ngân hàng ACB. ACB 銀行からお金を借りる。Tôi vay tiền từ ngân hàng ACB. Cho vay, cho mượn. 貸す。 Tôi đã cho bạn ấy mượn vay tiền, nhưng tôi nghĩ chắc bạn ấy sẽ không trả lại tiền cho tôi. 私は友達にお金を貸した。でも返してくれないと思う。 Tôi đã cho bạn ấy mượn vay tiền, nhưng tôi nghĩ chắc bạn ấy sẽ không trả lại tiền cho tôi. Gọi điện thoại. 電話をかける。 Tôi gọi điện thoại cho bố mẹ vào mỗi cuối tuần. 私は両親に電話をかけました。Tôi gọi điện thoại cho bố mẹ vào mỗi cuối tuần. Nên. 何々した方がいい。Con nên ăn nhiều rau hơn. 野菜いっぱい食べた方がいいよ。Con nên ăn nhiều rau hơn. Cần. 必要する。 Tôi cần thêm thời gian để làm xong kế hoạch này. この計画を終えるのにもう少し時間が必要です。 Tôi cần thêm thời gian để làm xong kế hoạch này. Phải. 何々しなければいけない。Chủ nhật tôi vẫn phải đến công ty. 日曜も会社に行かなければいけません。Chủ nhật tôi vẫn phải đến công ty. Khen. 褒める。Bức tranh của tôi được mọi người khen là rất đẹp. 私の絵はみんなに綺麗だと褒められました。Bức tranh của tôi được mọi người khen là rất đẹp. Cãi nhau. 言い争う、口論をする。Bạn tôi và người yêu của cô ấy thường xuyên cãi nhau. 私の友達と彼女の恋人はよく喧嘩をします。Bạn tôi và người yêu của cô ấy thường xuyên cãi nhau. Tăng. 増える。 Tôi mơ thấy mình được tăng lương. 賃金が増える夢を見た。Tôi mơ thấy mình được tăng lương. Giảm. 減る、減少する。 Giảm giá xăng. ガソリンの値段を下げる。 Giảm giá xăng. Dùng. 使う。 Da em đẹp quá. Em đang dùng sữa rửa mặt gì vậy? 肌きれいですね。何の洗顔使ってるの？ Da em đẹp quá. Em đang dùng sữa rửa mặt gì vậy? Thắng. 勝つ. Đội tuyển bóng đá Việt
Nam, Thắng, Thái, Lan. ベトナム選抜チームはタイに勝った。Đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng Thái Lan. Thua. 負ける. Mặc dù đã cố gắng luyện tập nhưng tôi vẫn bị thua cuộc. 頑張って練習したけれど負けてしまいました. Mặc dù đã cố gắng luyện tập nhưng tôi vẫn bị thua cuộc. Thành công. 成功する. Cuối cùng dự án của nhóm tôi đã thành công. 最終的に私のグループのプロジェクトは成功しました. Cuối cùng dự án của nhóm tôi đã thành công. Thất bại. 失敗する. Kế hoạch mới của công ty đã thất bại. 会社の新しい計画は失敗しました. Kế hoạch mới của công ty đã thất bại. Mở. 開ける. Mở hết cửa sổ ra cho mát. 涼しくするために窓を開ける. Mở hết cửa sổ ra cho mát. Đóng. 閉める. Đi ra ngoài nhớ đóng cửa con nhé. 外に出るときはドアを閉めてね。Đi ra ngoài nhớ đóng cửa con nhé. Mở cửa. 開く. Nhà hàng này mấy giờ mở cửa vậy? このレストランは何時に開きますか? Nhà hàng này mấy giờ mở cửa vậy? Đóng cửa. 閉まる. Tiếc quá. Nhà hàng này đóng cửa mất rồi. 残念. このレストラン閉まってる. Tiếc quá. Nhà hàng này đóng cửa mất rồi. Giặt quần áo. 洗濯をする. Em trai tôi rất lười giặt quần áo. 私の弟は洗濯を怠りがちです. Em trai tôi rất lười giặt quần áo. Quét nhà, lau nhà. 床を履く, 床を拭く. Sáng nào bố tôi cũng dậy sớm quét nhà. Sáng nào bố tôi cũng dậy sớm quét nhà. 毎朝私の父は早起きして掃き掃除をします。Thăm. 見舞う、訪問する。Đi thăm người ốm. 病人のお見舞いに行く。Đi thăm người ốm. Thử. 試す。Em thử món này chưa? これ、試したことある?Em thử món này chưa? Bật. 電気をつける. Mẹ ơi, bật điện phòng tắm giúp con. お母さん、浴室の電気つけて. Mẹ ơi, bật điện
phòng tắm giúp con. Tắt. 消す。Tắt điện. 電気を消す。Tắt điện. Chăm sóc. 世話をする。Ốm mà không có ai chăm sóc. 病気なのに面倒を見てくれる人がいない。Ốm mà không có ai chăm sóc. Lấy. 取る。Lấy bút trong túi ký ngay. ポケットからペンを取り出してすぐサインをする。Lấy bút trong túi ký ngay. Vỡ. 割る。Con mèo làm vỡ cái ly yêu thích của tôi. 猫がお気に入りのグラスを割りました。Con mèo làm vỡ cái ly yêu thích của tôi.